Mình xin kính chào tất cả nhà, cảm ơn tất cả các bạn đã đến với những video tiếp theo của mình. Rau của mình ở ngoài vườn rất là tốt, cho nên là mình sẽ làm một cái video nữa để thu hoạch rau cả nhà nhé. Các bạn hãy nhìn này, ngoài trời ở miền Bắc dạo này lại rét mà trời thì cứ âm u và mưa phùn cả nhà. Thời tiết ẩm thấp và không có nắng cho nên là rau cỏ ở trong vườn của mình dạo này có mưa xuống thì phát triển cũng rất là tốt. Hai cây đu đủ của gia đình nhà mình đây. Đó, rất là nhiều quả cả nhà. Đó, nhiều quả chưa? Hôm nay mình sẽ bứt một số quả đu đủ chín ở bên cái cây bên này cả nhà. Đó, cái cây bên này thì chín cả nhà, có mấy quả chín. Mình đó. Nó cứ sân xui cả nhà. Đó, mình sẽ bứt có mấy quả chín ương ương rồi. Đó, mình sẽ bứt đây. Đó, to chưa cả nhà ơi, nhưng mà cái vỏ ngoài sần sùi nhưng phía bên trong của nó không việc gì đâu cả nhà. Đó. Được một em dây rồi. Đó, vàng. Có mấy quả đều ương nữa cả nhà. Nhân thể thì mình sẽ bứt rồi về nó sẽ chín co chín dần cả nhà. Đó, quả này cũng ương rồi đây này cả nhà ơi. Quả này cũng ương rồi đây. Đó. Vàng ơi là vàng rồi cả nhà. Đó. Đẹp. Và rất là to cả nhà. Đó. Đây, vàng hết rồi cả nhà. Mình đã bứt được 4 quả đu đủ rất là to cả nhà. Đó, nó đã chín vàng rồi và mình mang về rồi là mấy hôm sau là nó sẽ chín đấy cả nhà. Đó. Đấy, quả này này chín vàng, đẹp lắm cả nhà. Đó cả nhà ơi, đây là cái luống rau cải của mình là mình rau cải này là rau cải cấy cả nhà. Bây giờ mình sẽ lại tỉa tàu ở phía dưới. Rồi nó sẽ lại ra rất là nhanh đây các bạn ạ. Nhanh được thu hoạch lắm. Mình tỉa tàu như thế này này. Đó, bây giờ mình sẽ đi tỉa tàu cả nhà ơi. Đó. Đó, mình tỉa thế này thì nó nhanh ra tàu mới lắm cả nhà. Cái này nó cứ rách lá nhưng không phải cái giống cải nó như thế đấy cả nhà. Nó cứ xoăn được cái đầu lá này. Cái này xào nấu canh với thịt băm cũng rất là ngon cả nhà. Đó, mình cứ tỉa tàu thế này này cả nhà. Cứ giòn tanh tách. Đó. Lá gốc này vàng mình bỏ. Đó, mình để mình khi mình tỉa thì mình để lại một vài cái lá búp non ở phía trên đây này cả nhà. Thế rồi nó lại ra nhanh lắm cơ. Đó. Ngon quá. Đó. Mình để lại mấy cái búp lá non như thế này. Mình cũng thấy có sâu hay sao, có cái con bọ nhảy này. Đó. Cái loại này là khó trị lắm đấy cả nhà. Nó nhảy cứ tanh tách, nó nhảy đấy. Nó biết tránh người đấy cả nhà. Mình động vào nó là nó sẽ bay ra chỗ khác ngay lập tức luôn. Đó, những cái lá già này thì mình sẽ bỏ. Đó, cả nhà ơi, mỗi cái cây này cũng được rất là nhiều tàu cả nhà. Đó. Tỉa này nó lại thoáng gốc, nó lại lên rất là nhanh. Đó. Tốt chưa? Cái lá của nó ở dưới này, cả nhà nhìn. Nó cứ ra những cái lá nhỏ li ti này. Đây là cái giống cải, cải mới cả nhà. Hôm đấy mình mua giống thì nó bảo là cái cải. Cải gì nhỉ? Mình quên mất rồi. Đó.
Rồi, mình lại tỉa tiếp cả nhà. Mình tỉa hết để cho nó ra đông loạt cả nhà. Đó, bọn trẻ con là đang chơi đá bóng ở bên nhà hàng xóm này cả nhà. Đó, tốt chưa cả nhà ơi. Đó, cái cây này nó ra rất là nhiều lá. Mà bây giờ là mình cũng mới thu hoạch lần đầu thôi cả nhà. Tốt chưa? Có những nó không có cung loa cung phát triển đồng loạt cả nhà. Có những cái cây ở ngoài mép này thì lại nhỏ nhỏ hơn. Lá gốc này vàng, nó còn ra những cái ánh nhỏ này, ngắt bỏ để cho nó phát triển lên trên. Đó, tốt chưa cả nhà. Nhìn cái cây cải này, xòe ra bốn phía này, rất là đẹp này. Đó. Thu hoạch mà thấy ham cả nhà. Thích quá. Gia đình nhà mình là cứ ăn rau sạch của dân của vườn, trong vườn. Thế mình rất là tốt. Ra rất là nhiều ánh nha. Rồi còn mới cái cải này còn lên ngong nữa thôi cơ. Đây là lại cải khác cả nhà. Mình cũng thu hoạch nốt hàng này, này. Xanh non này. Ngắt rồi để mình trồng cái khác để dọn vườn cả nhà. Mình đã thu hoạch được rất là nhiều rau cải, một làn đầy đây cả nhà ơi. Đó. Cả nhà hãy nhìn vào đây là những cái cây rau diếp nếp cả nhà. Bây giờ nó cũng cứ lên cây lên, nó không có ra được cái lá to nữa thì mình sẽ thu hoạch để rồi mình sẽ trồng cái loại rau khác vào đây cả nhà. Đấy cả nhà hãy nhìn thấy mình tỉa này, ở phía dưới này, gốc của nó tỉa rất là nhiều nhiều lứa rồi cả nhà. Bây giờ nó cứ không có xoay được lá to nữa thì mình sẽ thu hoạch để mình trồng cái rau khác vào đây. Bây giờ mình sẽ đi thu hoạch cả nhà nha. Đó, bây giờ mình sẽ đi cắt thế này này cả nhà, cắt cái búp ở phía trên thôi. Đó. Đó, mình cắt cái búp thế này cả nhà. Để mình lấy cái búp non thôi. Cái này nấu với thịt nạc nó cũng rất là ngon cả nhà. Đó.
non quá cả nhà. Non mà mùi, mùi rất là thơm cả nhà, mùi thơm lắm đó. Cái này lúc mình cấy xuống mà cái đợt 1 và đợt 2 nó ra nhanh lắm cả nhà. Rất nhanh được thu hoạch. Nhưng đến bây giờ thì nó cứ búp 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 thế này là mình thấy là nó cỗi rồi. Nên là mình sẽ thu hoạch bỏ. Đó, non chưa cả nhà. Đó, non quá. Lá nào vàng úa thì mình bỏ đây. Đó thì cả nhà ơi, mình đã thu hoạch được một làn rau diếp nếp rồi cả nhà. Cả nhà hãy nhìn này, mình trồng những cái cây cà tím và những cái bao tải đây này cả nhà. Bây giờ các em ấy đã ra hoa đây rồi, hoa đẹp chưa, đang chuẩn bị đậu quả rồi đấy cả nhà. Đó, hoa đây, hoa màu tím, hoa cà đẹp chưa. Đó, rất là đẹp, cây nào cũng ra hoa rồi cả nhà. Đó, nào, cây nào cũng ra hoa rồi đây. Đó, những chùm hoa lấp ló ở trong cái lá đây cả nhà. Đó, mà phát triển cũng rất là tốt cả nhà. Đó, nhiều hoa chưa. Đó, đẹp quá cả nhà, nhìn cứ thích mắt ra. Lá to này mà cũng có bục lá thế này, lỗ lá thế này chắc là có sâu cả nhà, mà không nhìn thấy sâu ở đâu. Đó, mà thấy lá bị rách thế này chắc là sợ có sâu nó ăn cả nhà. Đó. Và bây giờ mình sẽ đi ra để thu hoạch xà lách giòn cả nhà. Ơi, và bây giờ là mình sẽ thu hoạch xà lách giòn đây. Nó cũng đã lên cây rồi, mình cũng sẽ thu hoạch bỏ luôn. Rồi mình lại trồng cái loạt khác vào cả nhà. Đó, non chưa? Non lắm cả nhà. Đó. Lên cây rồi mình sẽ ngắt. Đó. Non lắm cả nhà. Đấy, vàng nó cứ màu, có màu vàng mà nó cứ giòn rồi cả nhà. Cái đây gọi là xà lách giòn cả nhà. Ngon chưa? Mình cứ trồng cái này là mình cứ tha hồ ăn cả nhà. Ăn không hết đâu, mình có lúc mình thu hoạch nhiều là ăn không hết cả nhà. Đó, non chưa cả nhà. Đó, mà màu vàng vàng, rất là giòn cái xà lách này cả nhà. Mình bể cả cây rồi. Mình thu dọn hết để rồi mình trồng rau khác vào. Ngon chưa? Đó, thì cả nhà ơi, mình đã thu hoạch được một làn rau xà lách giòn đây cả nhà ơi. Đó. Và bây giờ mình sẽ đi thu hoạch nốt rau mùng tơi cả nhà nhé. Đó, mùng tơi của mình đây là cứ
tỏi những cái ánh lên rất là cao đây cả nhà, cái manh của nó. Đó. Rồi lễ mình hôm nào được nghỉ mình sẽ đánh vào một chỗ, thế là mình trồng để cho nó cùng một luống rau mùng tơi cả nhà. Đó, non chưa, nó bò ngây hoa đây này cả nhà. Đó. Đó thì cả nhà ơi, bây giờ mình lại thu hoạch nốt thì mình bón cùng một đợt cả nhà. Đó, non lắm cả nhà. Đó. Em ấy ra rất là nhiều manh. Mà một em cà chua lại mọc ở đây nữa cơ cả nhà. Thì cả nhà ơi, hôm nay mình đã thu hoạch được rất là nhiều các loại rau đây cả nhà ơi. Có rau xà lách giòn này, màu vàng này, và rau cải đây cả nhà ơi. Rau mùng tơi này. Đó. Và rau diếp nếp đây cả nhà. Và mình còn thu hoạch được 4 quả đu đủ rất là to đây cả nhà. Đó. Có màu vàng rồi, mình bứt về là chỉ mai ngày kia là ăn được hết thôi cả nhà. Có những quả đã chín vàng, quả này đã chín vàng rồi. Đấy, 4 quả đây này cả nhà. Đó, to chưa? Rất là to và rất là dài này cả nhà. Ừ, mà có màu vàng rồi. Đó. Thì cả nhà ơi, có lẽ là cái video mình thu hoạch rau ở ngoài vườn đến đây cũng xin kết thúc mọi người nhé. Chúc mọi người hãy xem video vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các video lần sau mọi người nhé.